Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Khoai TV. Ở video lần này mình sẽ chế cái cục nguồn cho cái cục nguồn dự phòng cho wifi các bạn nhé. Ở nhà mình nó thỉnh thoảng nó hay bị mất điện nên hôm nay mình sẽ chế thêm cái cục nguồn dự phòng cho cục wifi này, phòng khi mất điện sẽ bỏ ra dùng. Thì ở đây mình có một cục wifi và một số cái đèn co nhiệt và một con diode. Con diode này các bạn bóc về rất nhiều đồ các bạn nha. Các bạn chỉ cần bóc được con diode như thế này thôi, ở trên các bo mạch tivi cũ hỏng ấy, và một cái mạch hạ áp, mạch bút hạ áp LM2596 này, từ DC sang DC. Rồi, và một cái rắc để kết nối nguồn. Cái này không có thì các bạn có thể cắt ở những cái cục adapter của sạc nhé. Adapter của nguồn này cũng được các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng làm nhé. Đây thì trên cái mạch bút này nó có hai đường, một đường in này, một đường out này. Cái đường in này là đường cấp nguồn các bạn nhé. Đây mình sẽ hàn hai cái đường cấp nguồn. Các bạn hàn nhớ hàn đúng chiều nhé. Hàn đường âm này. Sang cái đường dương này thì các bạn nên dùng một con diode. Con diode này có tác dụng là nó bảo vệ chống ngược cực cho cái mạch này, chống cháy các bạn nhé. Khi mình cấp ngược chiều ấy, thì nó sẽ không bị cháy cái mạch này. Còn ở trên cái dòng này mà khi mình đem mà mình cấp ngược từ âm sang dương ấy, thì nó sẽ gây nó cháy cái mạch này. Sử dụng con diode này các bạn bóc rất nhiều nơi, nhiều chỗ. Các bạn có thể lấy được những cái mạch tivi cũ rất nhiều các bạn. Thì các bạn chỉ cần nhìn cái chiều này thôi. Các bạn không cần quan tâm đến chân cathod và chân anode làm gì cả. Các bạn chỉ cần hàn như thế này cho mình thôi. Đây là cái nguồn vào này. Đầu này là cái nguồn vào. Cái đầu này là nguồn nuôi cho mạch. Đây các bạn hàn đúng như thế này cho mình. Không cần quan tâm nhiều. Rồi tí mình sẽ thử cho các bạn xem luôn. Nên cấp cho cái đường dương này thì nếu mà các bạn cấp cho đường âm thì các bạn hàn ngược lại nhé. Nếu các bạn cấp cho cái đường âm thì các bạn hàn ngược cái con này lại sang bên này. Nhưng mà các bạn lên hàn của cái đường dương này thì nó sẽ tốt hơn. Đây. Cái mạch mình đã hàn xong rồi này.
Ok, đây mình đã hàn xong rồi các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào và đo cái điện áp. Các bạn chú ý này, các bạn phải nhìn ở trên cái modem của mình. Đấy. Cái modem của mình chạy nguồn bao nhiêu? Ví dụ nguồn 9V 600mA này. Thì mình phải cấp đúng cái nguồn 9V hoặc 9,1V. Nó sẽ chạy được cái củ wifi này. Mình mà cấp cao quá nó sẽ cháy, hoặc là cấp dòng thấp quá nó sẽ không chạy. Thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn thử, sau đó sẽ đo. Đây là cái cục pin 12V. Trước mình có chế cái pin Nipo các bạn. Các bạn có thể theo dõi trên kênh của mình có video chế cái cục pin này nhé. Mình sẽ đo lại cái điện áp. Đây, cái điện áp của nó đang là 11V42. 11V42 các bạn nhé. Mình sẽ để các bạn này. Sau đó mình sẽ điều chỉnh cái điện áp này về cái ngưỡng 9V. Đây, thì ở cái chống ngược cực là như thế nào? Chống ngược cực là các bạn khi cấp nguồn ở đây này. Đây là cái chiều thuận nhá. Đang dương sang âm này. Đây là cái chiều thuận này. Đấy. Đúng chiều dương và âm nhá. Thì nó sẽ bỏ đèn như này. Nhưng các bạn cấp ngược lại. Khi mà mình không để ý con cái hoặc là ai cấp nhầm cái điện áp ngược cực vào đây sẽ làm hỏng cái mạch bút của mình. Đây, cái mạch này sẽ không chạy, thấy không? Mạch không chạy nha. Rồi mình sẽ cấp ngược lại luôn để kiểm chứng cho các bạn xem cái chống ngược cực nó như thế nào. Đó, không chết các bạn nha. Các bạn mà không có một con diode để chống ngược cực này, nó sẽ dẫn đến chết cái mạch này luôn. Đó. Rồi ok, mình sẽ đo và cấp cái điện áp thử. Đây, mình đã cấp cái điện áp vào rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ đo để mình điều chỉnh cái điện áp xem nó phù hợp. Đây, nó đang hạ đến cái áp 5,5V các bạn nhé. Mình sẽ điều chỉnh lên 9V. Các bạn xoay thuận kim đồng hồ là nó sẽ tăng, giảm kim đồng hồ nó sẽ giảm, quay ngược kim đồng hồ nó sẽ giảm nhé các bạn nhé. Đấy, nó lên là 9,03V này, 9,03V các bạn thấy không? 9,03V. Thì cái điện áp này nó chạy được cái modem wifi rồi. Thì giờ mình sẽ cấp nguồn thử cho các bạn xem luôn. Ngắt tạm cái nguồn rồi. Đây là sử dụng cái dây cấp nguồn này các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể cắt được những cái nào ra vừa chân là được. Chú ý chiều âm dương.
ao này nó có đường dương và đường âm, các bạn chú ý cấp cho đúng chiều. Đây. Rồi mình sẽ cấp nguồn thử luôn nha. Đấy, các bạn thấy không? Đây cái mạch đang chạy này. Đó. Đây mình sẽ thử luôn cho các bạn xem. Đây, test wifi này. Test wifi là cái này là modem tenda luôn nha bạn nhé, 192 vào thử soi xem thế nào. Đấy. Vào ok luôn các bạn nhé, mạng đang vào ầm luôn. Hôm trước mình có hướng dẫn ở trên cái reply là câu sóng wifi ở nhà khác về đấy, thì mình có hướng dẫn luôn, không cần phải dây dợ gì các bạn. Các bạn có thể theo dõi lại cái video đấy ở trong cái kênh của mình nhé. Đây, mình sẽ rút ra thử luôn, cái test wifi vẫn đang bắt nhé. Mình rút ra luôn này. Đấy, đã mất rồi các bạn nha. Đấy, nó văng rồi này. Bấm cho lại, không thì kết nối mạng. Mình sẽ cắm lại. Ở mỗi cái modem nó có cái nguồn lui khác nhau các bạn nhé, các bạn phải chú ý. Có cái wifi nguồn lui là nó 9V, có cái wifi nguồn lui nó phải là 11, 12V cơ. Đấy. Thì các bạn chú ý những cái đấy, nếu mà nguồn lui 12V thì ta có thể cấp trực tiếp vào cục wifi cũng được. Cấp trực tiếp nguồn 12 này vào cục wifi. Còn ở video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cấp nguồn wifi bằng cục sạc dự phòng nhé. Rồi ok. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng biết. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Khoai TV, chúc các bạn thành công.